Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với CCA. Video hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Mental Network và mình sẽ cập nhật đến cho các bạn một số thông tin của dự án này và cùng với đó là nhiều cái sự kiện rất là khủng để chúng ta có thể nhận được những phần thưởng lớn. Về Mental Network thì hầu như chúng ta đều đã biết rồi ha. Đây là một cái dự án rất là lớn được đứng sau bởi nhiều tổ chức, nhiều nền tảng cực kỳ khủng ở trong thị trường như là BitDAO nè, hay là những cái quỹ, những cái treasury kho bạc rất là lớn ha. Với TVL tổng hiện tại lên đến gần 80 tỷ đô và phủ sóng hầu hết các cái mạng lưới lớn từ layer 1 cho đến layer 2 và được bác bởi kho bạc treasury lớn nhất thị trường hiện tại ha, với khối lượng lên đến là 3,5 tỷ đô. Đó thì các bạn có thể check thông tin này hoàn toàn công khai ở trên Mental. Riêng cái kho bạc đầu tiên thì đã chiếm cái số lượng lên đến là 1,8 tỷ đô rồi ha các bạn. Còn lại những cái kho bạc khác thì nó sẽ phân bổ đều ra từ vài chục triệu đô cho đến là vài trăm triệu đô, tổng cộng sẽ là 3,5 tỷ đô ha. Nên có thể nói là dự án này rất là mạnh về kinh tế và cùng với đó là nhiều cái sự kiện airdrop hay là chương trình để chúng ta có thể nhận được các cái phần thưởng khác nhau. Và trước đây nếu mà anh em có theo dõi CCA á, thì mình cũng đã lên rất là nhiều cái chương trình sự kiện của Mental để các bạn có thể nhận được từ token cho đến là NFT. Và anh em nào đã cài Mental trước đây á, thì các bạn có thể thấy là cái phần thưởng nó rất là cao hơn các bạn. Và vừa rồi thì dự án này đã ra mắt thêm một cái giao thức có tên là METH. Thì METH này nó sử dụng cái đồng ETH thôi, nhưng mà ở trên mạng Mental các bạn, đây là một cái giao thức về staking, liquid staking ở trên Mental và xây dựng ở trên Ethereum layer 1 ha. Và khi các bạn hoạt động trên cái giao thức này như là stake, restake hay là cung cấp thanh khoản các thứ đó thì chúng ta sẽ có thể nhận được cái đồng token chính của giao thức này là đồng KUK. Và đây cũng là một cơ hội rất là lớn ha, tương tự như Mental trước đây, những cái sự kiện mà các bạn có thể nhận được đồng token chính của Mental là đồng MNT đó. Thì giờ đây thì chúng ta có thể hoạt động ở trên cái nền tảng METH này và nhận được token chính của nó là token KUK ha, được phát triển bởi chính Mental luôn. Dự án này thì giàu rồi ha các bạn. Về chương trình airdrop token KUK này á, thì nó đã bắt đầu season 1 ha. Và việc TCE phân bổ của token KUK này sẽ diễn ra vào cuối mùa 1. Tổng cộng thì sẽ có 5 tỷ token sẽ được tạo ra và 15% trong số này thì sẽ được phân phối cho 4 cái sáng kiến trong hệ sinh thái. Bao gồm 5% 250 triệu token thì dành cho cái sáng kiến là Metamorphosis, là một cái hình thức stake METH thôi các bạn. Đó, các bạn sẽ stake ở trên đây và chúng ta sẽ được phân bổ cái đồng token KUK với cái pool thưởng là 250 triệu token. Thứ hai là dành cho cái phần reward station của Mental, 200 triệu token ha. Cái phần này thì rất là đơn giản hết bạn, chỉ cần là stake cái đồng Mental thôi thì các bạn sẽ được chia sẻ trong cái bull thưởng 200 triệu này. Thứ ba là dành cho cái dự án BUP ha và BUP NFT, chia sẻ 6%. Và cái BUP NFT này thì trước đây mình cũng đã có hướng dẫn cho anh em min với 50.000 slot ha. Hiện tại thì anh em có thể mua bán nó ở trên những cái chợ bên thứ ba như là Element, giá sàn dao động khoảng 250 MNT. Thì những ai hold NFT này thì chúng ta có thể chia sẻ cái bull thưởng là 1%, 50 triệu token, và khi hoạt động ở trên cái dự án PUP của Mental nữa thì các bạn sẽ có thể chia sẻ thêm 5% nữa. Thì đây là tổng quan về cái season 1 của giao thức METH ha, với đồng token KUK. Và ngoài ra thì Mental cũng phân bổ token KUK này cho những đối tác của dự án ha, như là cái nền tảng Pendle. Phần này thì tí nữa phần sau video mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm. Rồi, và những cách để có thể nhận được token KUK ở trong season 1 này á, thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái chương trình đó là ở phần Reward Station Mental, chia sẻ 200 triệu token ha. Về các bước tham gia thì cái chương trình này nó sẽ đơn giản nhất ha, tuy nhiên thì nó sẽ nhận được ít cái phân bổ token nhất, bởi vì dễ nên là sẽ nhiều người tham gia với việc là lock cái đồng token MNT. Token MNT thì các bạn có thể mua ở trên nhiều sàn giao dịch hiện tại đã list rồi ha. Hoặc là chúng ta có thể swap ở trên Mental luôn. Sau khi đã có MNT thì chúng ta sẽ kết nối ví vào mạng Mental ha. Rồi nhập cái số lượng muốn lock vào, và phía bên phải này sẽ là cái số ngày mà các bạn lock ha. Lock càng dài thì chúng ta sẽ nhận được cái hệ số càng cao, như là 50 ngày thì sẽ được 1.3 nè, rồi cao nhất là 300 ngày sẽ là x3 ha. Tuy nhiên thì ở phần này các bạn cũng nên cân nhắc ha, nếu chúng ta là một holder dài hạn của Mental thì các bạn có thể lock những cái ngày xa hơn. Còn không thì các bạn có thể lựa chọn lock flexible, có thể rút bất cứ lúc nào, hoặc là 50 ngày hay 100 ngày. Và lock thì chúng ta sẽ nhận được điểm MP, MNT Power ha. Điểm này thì sẽ được quy đổi ra token KUK cho chúng ta sau này. Về cái lịch sử lock và điểm MP của các bạn thì nó sẽ nằm trong phần lock status ha. Về phân bổ của token KUK á, thì lịch vesting các bạn có thể xem như trên màn hình. Với cái pool là 5% á, thì nó sẽ phân bổ ra 2,5% ban đầu và sẽ trả dần 3 tháng, 6 tháng là 1,25%. Cái này là tổng pool chung các bạn, và những cái này nó đều trả chung. Còn đối với cái phần là reward station vừa rồi á, thì nó sẽ phân bổ là 2% tại lần TT đầu tiên của tổng pool 4% ha. Còn lại 3 tháng, 6 tháng thì sẽ là 1%.
Với cái nền tảng BUP và BUP NFT đó thì sẽ lần lượt là 2.5 rồi 1.25, và cái BUP NFT holder dành cho những ai hold NFT thì sẽ là 1% và sẽ vesting dần trong vòng 12 tháng. Nhìn chung thì token CUP sẽ được phân bổ hết cho chúng ta trong vòng 1 năm các bạn. Rồi thì đầu tiên là cái phần Mental Reward Station, 200 triệu token khi mà lock token MNT ha. Thứ hai, chúng ta có một cách kiếm CUP nữa, đó chính là website chính của giao thức METH ha, với cái chương trình là Metamorphosis. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái METH này, các bạn có thể swap từ ETH sang ha. Đó, kết nối ví vào rồi swap từ ETH sang sẽ được METH. Rồi các bạn stake thì nó sẽ phân bố cái điểm cho chúng ta. Và hệ thống điểm này được gọi là điểm boulder hả các bạn. Tất nhiên thì stake càng nhiều, cung cấp càng nhiều thì chúng ta sẽ nhận được điểm càng nhiều và được phân bố token CUP càng lớn ha. Khi các bạn không muốn stake nữa thì chúng ta có thể unstake, và thời gian unstake này sẽ diễn ra khoảng 4 ngày. Về cái số lượng stake tối thiểu thì sẽ là 0.02 ETH ha, và unstake thì sẽ là 0.01. Để swap sang ETH thì chúng ta sẽ sử dụng Ethereum ETH chính layer 1 ha. Cái phí thì hiện tại Ethereum cũng phí khá là rẻ, quay khá là rẻ các bạn. Nên anh em có quan tâm thì có thể tranh thủ khoảng thời gian phí gas rẻ này tham gia. Ngoài ra để nhận được nhiều điểm hơn thì các bạn còn có thể tham gia bên những cái nền tảng partner của dự án. Các bạn vào mục sự kiện nè, rồi nhấn vào phần How to Earn. Ở đây thì sẽ có nhiều đối tác của dự án khi các bạn cung cấp thanh khoản METH trên các cái cặp thanh khoản stablecoin như là nền tảng Mechan nè, rồi Acne, Fusion X, Cleo hay là Izumi. Nhấn vào deposit thì các bạn sẽ sử dụng cái METH đó với đồng USDT hoặc là USDC, những cái đồng stablecoin ở trên mạng Mantle ha, tạo thành một cái cặp thanh khoản. Thì chúng ta add nó vào đây thì các bạn cũng sẽ nhận được điểm, và điểm này thì cũng khá là cao hết các bạn, lên đến là 30 đến 40 x trên một ngày. Còn không, nếu các bạn sử dụng ETH ở trên mạng ETH chính layer 1 có thể chúng ta sẽ nhận được thêm 5 điểm powder với những cái nền tảng DeFi như là Eigenlayer nè, rồi Karak nè, hay là Symbiotic và nhiều nền tảng khác nữa, Secret Fuel ha. Và khi tham gia thì các bạn còn có được thêm một cái link rep để có thể mời bạn bè nhận được thêm 10% powder. Và nếu người được mời điền code của các bạn thì người được mời cũng sẽ nhận được thêm 10 powder ha. Đó thì anh em nào có tham gia thì có thể điền code của CCA để nhận được thêm cái 10% powder này. Và thời gian thì sẽ kết thúc khoảng là 33 ngày 12 tiếng nữa kể từ lúc mình làm video này là ngày 5 tháng 9 các bạn. Rồi tiếp theo, cách thứ ba là trên đối tác của Mantle là nền tảng Pendle ha, một trong những cái nền tảng DeFi cũng thuộc top đầu trong thị trường đó. Ở đây thì sẽ có hai cái danh mục dành cho những ai hold MNT token của Mantle và những ai hold ETH METH ha. Phần nãy thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều cái điểm boulder. Tuy nhiên thì đòi hỏi chúng ta sẽ cần phải có kiến thức nhất định về mảng DeFi. Thì ở đây nó sẽ có ba cái loại pool ha, là IT, LB và BT. Với một METH thì cũng vậy các bạn, thời gian thì METH sẽ diễn ra đến ngày 26 tháng 9, còn MNT thì sẽ là 3 tháng 10. Với pool IT thì các bạn sẽ nhận được nhiều điểm boulder nhất, tuy nhiên thì nó sẽ có cái thời gian đáo hạn ha. Khi đáo hạn thì cái phần trăm lãi API của chúng ta nó sẽ biến mất ha, và bù lại thì các bạn sẽ nhận được lên đến là 34x điểm. Thì nói đơn giản đối với cái pool này thì chúng ta sẽ sử dụng token MNT hoặc là METH để mua điểm ha. Đó, chúng ta sẽ không nhận được lãi khi mà nó đáo hạn. Với pool METH cũng vậy, các bạn sẽ nhận được lên đến là 738x. Còn đối với hai pool là LB và BT thì cái pool LB này sẽ là pool S thanh khoản S liquid thôi các bạn. Các bạn sẽ nhận được lãi cùng với đó là cái điểm, và lãi thì là 7.8%. Đối với pool BT thì nó sẽ nghiêng về cái phần trăm lãi nhiều hơn ha. Điểm sẽ ít đi và các bạn sẽ có cái phần trăm lãi cố định luôn, không có bị thay đổi theo thời gian. Điểm khác biệt đối với pool BT và pool ET thì đối với pool ET thì các bạn sẽ không nhận được lãi khi mà nó đáo hạn, bù lại thì chúng ta sẽ nhận được cái điểm rất là cao. Còn đối với pool BT thì các bạn sẽ nhận được cái lãi cố định và điểm thì chúng ta sẽ nhận ít ha. Nhấn vào để tham gia ha. Nếu chưa có METH thì các bạn có thể quay lại cái website chính của giao thức này á, các bạn swap từ ETH sang. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái đồng token ở trên mạng Mantle để swap trực tiếp luôn ha. Đó, ET nè, rồi BT nè, rồi SLB. Đó, add những cái cặp thanh khoản vào đây. Nếu các bạn sử dụng đồng MNT thì lựa chọn MNT ha, còn nếu là holder ETH thì lựa chọn METH.
nhập số lượng vào, approve, rồi ký. Lịch sử thì chúng ta có thể xem ở phần historical ở đây. Nếu không muốn add tự động thì các bạn có thể add thủ công bên phần manual, add từng cái vào. Đó, thì các bạn sẽ lựa chọn bull ha, phù hợp với cái khẩu vị của các bạn. Rồi chúng ta tham gia. Và chúng ta nhớ đọc kỹ những cái mô tả của những bull này. Đối với cái chương trình dành cho bundle với những bull trên thì các bạn sẽ nhận được nhiều điểm nhất ha. Tuy nhiên thì nó sẽ phức tạp hơn và cái rủi ro nó cũng sẽ cao hơn. Còn lại nếu mà các bạn muốn đơn giản hơn thì chúng ta có thể tham gia stake ở trên cái nền tảng chính của MNTH hay là tham gia lock MNT. Ngoài ra thì các bạn có thể tham gia thêm những cái sự kiện nhỏ mà Mentor sẽ tổ chức ở trên các sàn giao dịch. Chúng ta có thể tham khảo trên các trang mạng xã hội của Mentor. Rồi và đó cũng là tất cả các thông tin mới nhất của Mentor Network ha. Ra mắt nền tảng MT để chúng ta có thể nhận được token chính của nền tảng này là đồng khúc. Tất cả các bước tham gia và link liên quan thì mình sẽ để dưới phần mô tả ha. Và nếu như anh em có thắc mắc gì thêm thì có thể để lại comment phía dưới. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.